Trận giao hữu giữa Georgia và Thái Lan đã chứng kiến một sự không tương xung hoàn toàn trong trình độ giữa hai đội. Đội tuyển Georgia, mặc dù xếp hạng thấp hơn trên bảng xếp hạng FIFA so với Thái Lan, đã thể hiện sự vượt trội về trình độ bóng đá. Trận đấu kết thúc với tỷ số 7-0 dù gôn lợi cho Georgia. Georgia là một đội tuyển xếp thứ 79 trên bảng xếp hạng FIFA, trong khi Thái Lan đứng thứ 112. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Willy Sagnol, cựu tuyển thủ Pháp, Georgia có lẽ đã tổ chức một màn trình diễn đáng kinh ngạc trước đối thủ Đông Nam Á. Một trong những điểm đáng chú ý là sự thăng hoa của Kvitra Kvaratskhelia, ngôi sao trẻ của Georgia, người hiện đang thi đấu cho Napoli tại Serie A. Kvitra Kvaratskhelia đã chơi xuất sắc trong trận đấu này và ghi nhiều bàn thắng quan trọng. Georgia đã thống trị hoàn toàn trận đấu. Mặc dù họ không kiểm soát bóng nhiều hơn, họ đã tạo ra nhiều cơ hội hơn và thực hiện các đường chuyền chất lượng hơn. Đại diện của châu Âu đã thực hiện tổng cộng 34 cú sút với 22 cú trúng đích. Trong khi đó, Thái Lan chỉ thực hiện 5 cú sút và chỉ có một cú trúng đích. Không chỉ trình độ bóng đá vượt trội, mà cả tình huống lúc Georgia áp đảo đã khiến Thái Lan mắc sai lầm. Phút thứ 9, Georgia đã mở tỷ số sau tình huống lúc Thái Lan phá bóng không tốt. Zuriko Dagatasvili đã tận dụng cơ hội này để ghi bàn mở tỷ số. 3 phút sau, cách biệt đã được nới rộng bằng cú đánh đầu của Luka Lokosvili từ quả đá phạt góc. Khả năng pressing của Georgia đã khiến Thái Lan gặp nhiều khó khăn. Georgia Mikautas đã tận dụng một sai lầm từ thủ môn Thái Lan để ghi thêm 2 bàn ở phút 37 và 41, hoàn tất một cú hat-trick ấn tượng.